Thưa quý vị, hơn 3.000 hectare cây trồng bị thiệt hại 100%, trên 540 hectare đất trồng lúa không có khả năng phục hồi để sản xuất, khoảng 260 hectare đất trồng lúa phải cải tạo mới có khả năng gieo cấy trở lại. Những con số thống kê cho thấy thiệt hại nặng nề của ngành nông nghiệp Lào Cai sau hoàn lưu cơn bão số 3. Đoàn kết, tự lực vươn lên sau thiên tai, nông dân vùng lũ Lào Cai cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành sẻ chia tích cực từ các tổ chức cá nhân, hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những ngày này, lãnh đạo, cán bộ cùng bà con xuống đồng, cây con giống được trao tận tay người nông dân, giúp bà con có thêm động lực, niềm tin vượt qua khó khăn, từng bước tái thiết, phục hồi sản xuất. Mưa lũ khiến gia đình anh Lê Trung Kiên rơi vào cảnh trắng tay khi hơn 3.000 mét vuông lúa, hoa màu đã bị thiệt hại hoàn toàn. Nhờ sự kết nối của chính quyền, mới đây gia đình anh đã được các mạnh thường quân hỗ trợ hạt rau, cây rau giống và phân bón để tái sản xuất sau mưa lũ. Sau lũ thì bây giờ đã trồng được cái số dưa chuột để dưa chuột liên kết với lại công ty ở dưới Bắc Giang. Dự tính là nó vào 4-5 ngày là được thu hoạch thì nó còn vào 20 ngày nữa nó sẽ được thu bón. Thiệt hại hơn 160 hecta lúa, hoa màu do ngập úng. Thời gian qua, nông dân xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai nhận được sự quan tâm đồng hành của Hội Nông dân thành phố và các mạnh thường quân. Ngoài 100 kg hạt giống rau cải, 166.000 cây rau giống vụ đông, bà con còn được hỗ trợ 1.500 cây na giống, hồng xiêm để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo nguồn sinh kế bền vững. Cho cây giống thì để khắc phục sau hậu quả sau cơn lũ thì tôi cũng rất là cảm ơn. Còn để mà trở thành mô hình thì chúng tôi sẽ cố gắng để chăm sóc tốt. Sau khi lũ thì các cái chương trình hỗ trợ cấp thiết thì đã xong và bây giờ là muốn là đưa một cái chương trình tái sản xuất để bà con có những nguồn thu nhập trong ngắn hạn và trong dài hạn. Vậy nên cộng đồng đã chọn những cây giống ngắn hạn, những ví dụ như những cây rau hoặc là những cây dài hạn như cây hồng xiêm để bà con có những nguồn thu đều hơn. Cùng với hỗ trợ cây con giống, vật tư công cụ lao động, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đang nỗ lực đồng hành, hướng dẫn hội viên kiến thức, kinh nghiệm tái thiết phục hồi sản xuất, tập trung cứu các diện tích cây trồng sau ngập úng và áp dụng kỹ thuật trồng chăm sóc các giống cây mới đạt hiệu quả. Thì để mà trồng những loại cây ví dụ như là cây na thì chúng tôi đã đưa bà con đi tham quan học hỏi tại hai mô hình trồng na lớn nhất tại miền Bắc, đó là tại Lạng Sơn và Bắc Giang. Tham quan học hỏi tại vườn và kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật cho bà con dân. Đồng hành cùng nông dân, các cấp hội cũng tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất, tạo điểm tựa để người dân vùng lũ sớm vực dậy sau thiên tai, ổn định đời sống sản xuất.